Đảng ủy quân sự thành phố Đà Nẵng sáng nay tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 382 của Đảng ủy quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Đến dự có Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 và Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Qua 15 năm thực hiện nghị quyết số 382 từ năm 2007 đến nay, Đảng ủy quân sự thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thành phố. Trong đó chú trọng việc quy hoạch dự trữ, sử dụng vũ khí trang bị đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng chủng loại, đồng bộ, sẵn sàng cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo cơ bản, tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh xây dựng chính quy ngành kỹ thuật theo hướng tinh gọn, mạnh, thống nhất, thi đua thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, quản lý khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Đầu tư kinh phí mua sắm và sửa chữa nâng cấp trang bị vũ khí, thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, quy hoạch hệ thống kho tàng, trạm xưởng, đặc biệt là phát huy phong trào nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật đưa vào ứng dụng trong huấn luyện, đời sống đạt hiệu quả, mang tính thực tiễn cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương của lực lượng vũ trang thành phố.